Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Hoàng Khuê Vlog của mình. Vâng, hôm nay mình về quê của mình mùng 2 Tết các bạn. Đến về nhà bố mẹ đẻ của mình lấy quê. Nay về chơi đến trưa rồi các bạn. Xem xuống đến xem anh trai mình làm món gì ăn Tết hôm nay nhé các bạn nhé. Và đây là nhà mình các bạn ạ, nhà sàn. Đây, cạnh quê mình này các bạn, thật là yên tĩnh cho các bạn, mát mẻ đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ lên nhà xuống bếp xem anh trai mình làm món gì hôm nay nhá. Bạn đây đang ở trên nhà mình. Mình đang ở dưới bếp các bạn. Chào anh nhá. Các bạn nhá. Đang mong món gì đấy? Món gà. Gà. Rắc là chanh. Gà này chắc ngủ từ sáng rồi nhỉ? Sáng. Chín rồi, chặt hết rồi nhỉ? Bụi quá. Chào em. Chào. Để xào món gì đây? Là món làm gà xào măng. Món này bao giờ chưa? Này á. Măng của măng thường thôi nhá. Này là măng khô đấy. Măng khô, măng hốc à? Măng khô đi chứ. Khó ăn, vẫn rất là giòn. Trời thời tiết lạnh quá thì nên là nó đang đông vào. Này, này. Anh ăn uống thì thời tiết thế nào? Tiết à? Rét thật nhỉ? Quá là rét luôn. Các bạn ạ, quê hương mình ở trên cao quá. Hôm nay cái tiết mùng 2 rất là rét. Rét nhưng mà vẫn hơi hôm qua, hôm qua trời mưa cả ngày luôn. Đấy. Thời tiết vẫn ủng hộ là trời có nắng. Nhưng nhiệt độ vẫn rất là lạnh. Nhưng không sao, vẫn đi chơi tốt. Để vui, Tết vui. Hôm nay về quê thấy nhà sàn thế nào em? Rất là thoáng. Khả năng là với mùa đông thì sẽ rất là lạnh. Ừ. Đang thái món gì đấy anh? Giò. Giò xào mình tự làm. Ừ. Món này có vẻ ngon đấy nhỉ? Ừ. Món này nó, gia vị nó làm cái gì nhỉ? Gia vị có một tí này. Nhất là thịt lợn à? Làm một thịt lợn. Xào lên một tí gia vị, một tí lại hạt tiêu. Này chắc cũng phải gói vào lâu nhỉ, mấy ngày mới đông. Gói vào có một khuôn, gói vào lấy bằng củ. Đây các bạn, món giò của anh trai mình tự làm này. Xào. Xào chắc ngon lắm ấy nhỉ? Ngon đấy, đấy rất thơm. Món ăn đã xong hết rồi các bạn. Quá.
nhìn ngon này các bạn nhỉ. Ngày mùng 2 là ngày hóa vàng các bạn, thì mang thắp hương. Bạn cơm trưa rồi, mọi người đông đủ hết rồi, chuẩn bị triển khai cơm trưa. Mời đi. Đó. Bạn ơi, con bạn ơi. Bạn ơi, thôi video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Chúc các bạn có những ngày Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Chào tạm biệt các bạn, hẹn ở những video lần sau.